Xin chào anh em, hôm nay em có một cuộc hẹn với anh khách VIP ở Hưng Yên. Anh đã chốt lấy một chiếc Rolex 126331 mặt tia lâu mà bên em mới về được gần đây. Để chuẩn bị cho cuộc hẹn này thì em cũng đã đến shop rất là sớm để chuẩn bị những phụ kiện đi kèm, cũng như là hôm nay em sẽ di chuyển bằng taxi. Chủ lái xe cũng đã chở em qua rất nhiều tỉnh thành để giao dịch với các anh. Em có cầm theo bộ tool để có thể cắt mắt trực tiếp cho anh khách khi anh chốt lấy. Sau khoảng 1 tiếng đồng hồ từ Hà Nội đi Hưng Yên thì em đã đến điểm hẹn và bây giờ em sẽ đi gặp anh khách. Trong quá trình giao dịch thì em có cắt mắt cũng như tư vấn cho anh về cách sử dụng và hai anh em có ngồi tâm sự thêm một lúc. Đến khoảng tầm trưa thì em xin phép em ra về. Khi mà về thì em vẫn đi cao tốc thôi, vẫn sẽ khoảng 1 tiếng đồng hồ đi xe, cũng khá là gần và không mất thời gian là mấy. Anh em ở tỉnh thành khác ngoài Hà Nội thì cứ yên tâm giao dịch và cứ alo cho em sẽ phi tận nơi đến để giao dịch với anh em. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video, em xin chào và gặp lại anh em.